Đấy, hai bố con này đi hội nhỉ. Đâu, xin chào các bạn thế này. Hôm nay bố đưa con đi hội xem hội bơi trải. Bơi trải ở dưới sông. Kìa, có hai quả địa cầu nhá. Hai quả cầu lội. Nhiệt liệt chào mừng các quý vị về dự lễ hội bơi trải truyền thống làng Kiều Mai, Hiếu Mai năm 2024. Đi đấy, trà sữa đấy, trà sữa đi nhanh lên. Rồi chuẩn bị đến đây, chuẩn bị đến đây thôi. Đông chưa? Đông thật đấy. Đây. Đông chưa? Ừ, đã mang rồi. Đấy, lễ hội bơi trải đấy. Đi đây, đi đây. Vừa đến bắt đầu rồi. Đây, Mai ơi, đây này. Đây, đây. 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 Bắt đầu đây. Đúng chưa? Tuyệt vời luôn nhá. Mai đi, Mai ơi. Lắm anh ạ. Lễ hội bơi trải. Đây người bác trải, đây này. Em đưa vào đây, em đưa vào đây. Ba lần rồi. Đây người ba lần. Đề nghị các lãnh đạo chúng ta và trên đại chúng tôi mở phố làm nghe thân đại chủ y tân gia khán giả. Đề nghị thắng lợi thật chân ra. Loạt bơi đầu tiên của bảng bơi là chúng tôi nhắc rất nhiều. Chúng tôi nhắc cho rất nhiều thân đại chủ y. Đối với ba ông lái là công lái ở dưới nữa. Hãy lưu ý cho vì cổ động viên của chúng ta rất quá khích. Thưa rất là do vậy là chúng ta phải lưu ý nhất thiết là phải nghe mệnh lệnh của người chủ huy quân chúng tôi tâm đại chủ khi nào chúng tôi thì được ra ngô bay thăng vào bay thuyền tiến lên thì thắng lợi chúng ta tiến lên trước. Đề nghị tất cả ba lái hãy bình tĩnh tự tin cho cải câu đầu để chúng tôi tiếp tục cho vào loạt bơi đầu tiên của bảo vệ. Đề nghị ông lái của tôi là phải rất nhẹ nhàng. Bây giờ là có ba đội thôi, chốc của nữa bên kia và ra không nên là ba đội. Đây thắng lợi quay luôn đi, bên kia cho quay vòng luôn đi. Xin chào mọi người nhé, hôm nay đội bơi trải đây, quay cho người xem nhé. Đội bơi trải đây, của thắng lợi cho nên thường nguồn cho quay xong. Đề nghị Mai Trung và Mai Thường quay trước đi để cho giải thắng lợi lên. Lưu ý các bạn lái, hãy hết sức lưu ý nghe mệnh lệnh của người chủ huy trên khán đài chủ lương. Có xem kênh. Đề nghị các ông lái chủ lái và đặc biệt là ông chủ huy bơi trải lưu ý nghe tiếng mệnh lệnh của người chủ huy trên khán đài chủ lương. Các ông phải lưu ý cho mỗi một lần như thế này là chậm mất bao thời gian của cuộc thi và làm mất hứng khán giả. Điều đâu rồi anh em kìa. Khán giả đã hứng và chúng ta không mang nhóm mang đứng ra hướng là chúng ta mới đi. Mình nghĩ là sẽ xuôi xuống dưới kia khoảng
tầm khoảng 1 km, mình tầm đoán tầm đấy. Vâng, đề nghị là ban tổ chức chỉ huy đội chúng tôi nhắc lại một lần nữa là yêu cầu ra năng lái các anh chỉ huy của loạt trên đầu tiên bảo vệ hãy bình tĩnh, từ bên tin vào sức mình, tin vào sức khỏe trên trái của mình. Tầm mùng 1 tháng 2 đã có một hội chùa rồi bác nhỉ.
đây là cái nào chú còn đây là hàng ngầu tôi chạy về hai bên trái hai bên phải rồi xuống lên rồi tôi chạy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.